mình cùng coi cái uh, hai cái video này ha bạn thấy sao ạ à cái này là đang đợi đèn đỏ nha các bạn coi nè đèn đỏ nè còn hai giây nha hai giây đèn đỏ chạy nha nhưng mà chạy không có phải chạy đàng hoàng mà chạy win một cái rất là nhanh uín... các bạn thấy xe tải ở đây không chạy cũng rất là nhanh như vậy thì anh này vượt đèn đỏ nhưng mà anh kia thì vượt đèn vàng tức là hai anh này gặp nhau là đúng là 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 bốn chín gặp 50 luôn á kẻ tám cân người đã lạng luôn á cho cái ý thức rất là kém ha cái người mà vượt đèn đỏ thì muốn muốn đi nhanh mà cái người vượt đèn vàng á thường mấy cái người vượt đèn vàng á là chạy dữ lắm chạy bạc mạng đừng qua mà tức là người ta không có đối phó đối phó là dược đèn vàng để không có vi phạm luật giao thông chứ người ta không nghĩ là mình dược như vậy là sẽ ảnh hưởng tới những cái người này à tức là chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi đó hai người này gặp nhau là rất là rồi mình sẽ coi cái video khác nha xe trắng bên phải đang từ trong ngõ ra thì phải để cho mình đi qua hẳn rồi mới được phép đi vào làn mình cũng các bạn phải... thấy không không cần đèn giao thông nha nhưng mà xe trong này này xe trắng nè họ đợi đang Họ từ một... đường phụ đi ra đường chính là họ phải chờ ở chờ cho an toàn rồi họ mới qua qua hẳn rồi mới được phép đi vào làn mình cũng không phải bấm còi hay là nhảy đèn vào ban đêm để cảnh báo họ đây Đó. là cái mình rất thích khi tham gia ra. vừa tới ngã ba ngã tư tức là mình đang đi cái đường mình nhưng mà tới một cái đường khác thì mình phải xem và nhường cho người khác nhường cho trục đường chính đi trước thì mình mới quẹo bởi vì không phải lo xe nào đột nhiên từ trong ngõ rồi phi ra Cái xe trắng kia kìa đã dừng khi mà nhìn Còn ở Việt Nam là các bạn ơi từ trong hẻm mà cứ bay ra thôi Bay nhưng mà không phải bay trong 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 sát trong mép đâu Bay ra giữa lộ luôn à Thế mình từ xa Rồi khi khoảng cách đã an toàn hoặc là không thấy xe nào Thì người ta mới tham gia vào làn Luật thì chắc chắn là có rồi Nhưng mà cái ý thức chấp hành luật rất là tốt mà các bạn biết rồi đấy cái anh này anh nói là lực là có rồi nhưng mà ý thức chấp hành rất là tốt nha mình nghe thì lát nữa mình sẽ phân tích đang đi xe mà có ai từ trong ngõ ra hoặc là ai đi ngược chiều làm cho việc lái xe rất là nhức đầu cho nên là việc lái xe ở những nước văn minh thì trở nên dễ dàng và thoải mái hơn những nước văn minh thì dễ dàng và thoải mái hơn nhưng mà các bạn biết đó, Mỹ nó đi trước mình biết bao nhiêu năm đúng không công bằng mà nó là vậy thì không phải cái ý thức của họ cao hơn mình mà các bạn thấy các bạn có bao giờ đi vô quận nhất vô quận ba chưa mấy thằng mấy thằng tây mấy thằng nước ngoài mấy thằng mỹ đó mấy thằng pháp rồi đó mấy thằng châu âu rồi đó nó đi qua việt nam nó cũng vượt đèn đỏ như thường à nó cũng vượt đèn đỏ như thường à nó đi qua cái vạch trắng á cái vạch trắng mà qua đường các bạn ví dụ như mình chạy xe mà thấy cái vạch trắng không là mình phải giảm tốc độ thậm chí là dừng lại luôn nhường đường cho người đi bộ đi qua còn việt nam là không có đâu mà mấy thằng nước ngoài mà nó qua mình nó lái cũng y chang việt nam à như vậy là tại sao không phải là nó văn minh hơn mình nó phải là dân mình mình mà mà do cái hành do cái xử phạt của nó rất là nghiêm minh ha ví dụ như cái xe trắng này đi bởi vì không phải lo cái xe trắng này mà nó không nhường á camera quay lại phạt cho nó là phạt rất là nặng mà bây giờ ví dụ như các bạn tưởng tượng việt nam đi bây giờ các bạn tưởng tượng việt nam nè bây giờ nói ý thức của anh này kém đúng không bây giờ mình giả sử như bây giờ mình có cái camera trên đây đi camera quay trên đây đi đúng không mà thằng cha này nó vượt đèn đỏ như thầy này phạt nó 10 triệu đi phạt 10 triệu đi coi coi nó dám vượt lần thứ hai không đúng không phạt cho nặng vô là chừa hai lần thứ nhất có thể nhắc nhở nha nhắc nhở nha gửi thông báo nhắc nhở nha lần thứ hai tái phạm tôi phạt 10 triệu đó lần thứ ba tôi phạt 30 triệu đó phạt chừng hai lần là không bao giờ không có ai dám mà vượt đèn đỏ các bạn sẽ nói là rất là khó để xử phạt đúng không mình đâu cần phải phạt hết trăm phần trăm mình phạt 10% phần trăm thôi chỉ cần phạt được 10% phần trăm thôi thì 10% phần trăm cái người bị phạt đó, đó sẽ đồn ra đồn nghe à tao mới bị phạt 10 triệu nè tao mới phạt 30 triệu nè đồn nghe tự nhiên ta sợ do cái lực pháp nó nó, nó trừng phạt á mới sợ chứ không phải là do ý thức không phải ý thức của người mỹ cao hơn mà do cái hình phạt của họ cao hơn các bạn tưởng tượng giống như con mèo đi con mèo mà nó lên nó ăn dụng nè hoặc là nó mình nuôi nó đi mình mình nuôi nó nó vừa phóng lên giường đi là mình đập nó mình đập nó đập nó hai ba lần nó sợ nó không bao giờ dám leo nữa còn các bạn không có đập nó, nó cứ leo hoài nó ăn dụng hoài. Đó. là do mình do mình chưa 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 được à, có đủ tiền có thể là mình chưa đủ uh, tiền để mình gắn với camera phạt nguội. À, cũng có thể là do do mình mình dân tộc mình là hay nhường nhịn lẫn nhau, hay cả nể lẫn nhau đó là không có dám mà nhắc nhở này nọ đó. Thì có thể là mình chưa có làm được như tụi Mỹ nhưng mà tụi Mỹ là mình nghĩ là không phải do ý thức của nó cao đâu. Do, sẽ do, do nó bị phạt nghĩ... rất là dữ. B nó bị phạt rất là dữ nó sợ nó sợ giết rồi từ từ nó thành thói quen nó chạy về luôn vì không phải chứ, lo... chứ, không phải là ý thức nó cao hơn mình chứ không phải là văn minh hơn mình cứ nó cứ phạt mạnh là tự động nó văn minh thôi